giờ mọi chuyện đã khác so với khi tôi còn nhỏ hồi bé tôi có thể chạy sang chơi bóng ở nhà hàng xóm mà không phải suy nghĩ gì chúng tôi không hề nói hay nghĩ về khủng bố nhưng giờ nó tràn lan ngay cả ở mỹ tôi tin là is này đã lan tới nước mỹ chúng ta không biết chúng trông như thế nào và đang ở đâu mà thôi chúng có thể bỗng dưng xuất hiện ở các bệnh viện hoặc quán rượu như từng thấy ở florida hay ở california tôi ghét nói tới chuyện đó nhưng đó là điều đang xảy ra đối với chúng ta hiện nay giờ đã khác hiện luôn có lo ngại về chuyện đánh bom ở trường học hay tại bệnh viện đáng lẽ ra không cần phải bận tâm về chuyện đó dù mọi người vẫn chào đón người nước ngoài tới Mỹ, vì đây là quốc gia tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hiện có tư tưởng lo ngại. Chúng ta phải thanh lọc những người này, xem họ là ai, họ đến từ đâu và động cơ của họ là gì. Đây rõ ràng là một sự khác biệt so với 20 hay thậm chí 30 năm trước. Phải thận trọng hơn đôi chút về xuất nhập cảnh, phần đông mọi người không phải tới đây để giết tôi gia đình tôi hay người mỹ nhưng có thể nói vẫn có con sâu làm giàu nồi canh tôi nghĩ rằng cần có thêm các luật lệ chặt chẽ hơn chứ không chỉ củng cố những cái mà chúng ta đang có